Xin chào các bạn. Video tutorial ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Blogspot miễn phí. Blogspot là gì? Blogspot hay Blogger được tạo bởi PyroLab và mua lại bởi Google năm 2003. Chúng cho ta tạo một website miễn phí với dưới dạng blog và tên miền có dạng là tên miền tùy chỉnh .blogspot.com. Muốn tạo được Blogspot thì đầu tiên chúng ta phải có tài khoản. Muốn tạo tài khoản Google thì chúng ta gõ vào google.com, tạo tài khoản Google. Chúng ta nhấp vào tạo tài khoản Google của bạn, điền họ tên, ta điền đầy đủ thông tin đúng ngày sinh, tháng năm sinh, số điện thoại di động, địa chỉ email hiện tại. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhấn click bước tiếp theo. Bước chuột lan chuột xuống dưới cùng và nhấn tôi đồng ý. Bây giờ chúng ta đã có một tài khoản Google với rất nhiều tính năng như Google Cộng, Email, YouTube, Google Drive có dung lượng 15GB, Google Photos và Google Chrome. Tiếp theo chúng ta vào trang blogger.com, nhấn sign in. Đăng nhập tài khoản Google của bạn rồi tiếp tục. Ở đây bạn có thể chọn với tên hiển thị với tên, ví dụ như sau khi bạn tạo tài khoản blogger ấy, là nó sẽ có một cái thông tin bên trái hoặc bên phải của trang web là bạn gọi là giới thiệu về bạn. Bạn có thể dùng Google cộng hoặc là hồ sơ của blogger. Ở đây mình để là Google cộng của plus. Như vậy chúng ta đã truy cập vào trang chủ blogger hay Blogspot. Chúng ta click vào tạo blog mới với tiêu đề, chúng ta đặt tên mình trước rồi tiêu đề sau, ví dụ như là học lỏm AD, học lỏm AD. Click vào, nếu có V có nghĩa là nó chưa được tạo và chúng ta có thể sử dụng tên miền này. Nhưng nếu nó có dấu than có nghĩa là tên miền không khả dụng và đã được tạo rồi. Ở đây mình lưu ý khi đặt tên miền thì các bạn có thể đặt là nên là đặt là người dùng họ đọc bằng hai âm tiết gọi là hai tiếng, ví như học lỏng hoặc là học ta, học cùng ta hoặc gì ấy. Hơn ba âm tiết là không khuyến nghị. Ở đây mình sẽ đặt test là học lỏm test. Rồi mình chọn chủ đề. Để chọn chủ đề Google cho phép chúng ta chọn cho chủ đề miễn phí ở trong này. Chúng ta nhấn tạo blog. Như vậy chúng ta đã tạo thành công Blogspot. Chúng ta khi tạo thành công thì chúng ta có thể
viết nội dung vào bằng cách chọn nhấn bài đăng mới. Đây là tiêu đề bài đăng. Còn đây là ví dụ mình sẽ viết một bài đăng đầu tiên là Hello World. Đầu tiên của tôi. Đây chúng ta chọn nhãn, ví dụ như là mình đang phần mềm thì chúng ta để chọn ra phần nhãn phần mềm, còn ở đây mình đang là mình chọn Flash rồi mình xuất bản. Như vậy đây là một bài đăng đã hiện lên, mình chỉ cần sang web bản đào tạo. Đây là hồ sơ Google Plus. Chúc các bạn thành công.